Ủa công an phạt hả? Chở quá tải hay gì? Dữ dằn. Hồn đầu. Mình tưởng cái xe mình nhiều mà cái xe đó còn dữ dằn hơn. Ghé mua thuốc đi chị Nam ơi. Mình về tới hang ổ rồi nghe quý vị. Chắc là chuyển đầu xuống nghe quý vị. Kiểm kê hàng quá nha. Nay đi rửa xe nữa. Cái này là một đống đồ thạch cẩm. Ở đây nha. Chết rồi, hồi ở đây rửa xe rồi nó ướt xa ta. Xách xa xa dưới đây. Rồi đi đi. Bên xong. Sớm của mình đi ruộng đi đồng vậy kìa. Cái xuồng của mình long bông. Cái này nước nhiều quá, mưa mà. Mưa la gai, mưa suốt mà không mưa quá trời, mưa được cái ông vui quá, cái ông mưa hoài luôn. Cái này là xăng. Xăng với rau má, đậu nành. Còn bên này là cả chục bó gầu nhúc ở trong á. Ồ gầu nhúc non xanh luôn cô bác ơi. Chỗ này là hành, cái này hai bắp cải. À, mấy ký dưa leo với một bọc đậu bắp. Ồ gầu nhúc gì đâu mà nó non khủng khiếp luôn. Phải lấy ra cô bác xem được mà nó kẹp thuốc dưới à. Mười mấy bó mình định lấy hết luôn. Thay vì ăn rau kia thì ăn rau nhúc dễ ăn quá, rồi ăn sống cũng được mà mình luộc mình chấm ăn cũng được luôn. À. Đây. Cái gì đây? Dầu gội đầu sen siêu bồ kết ống mượt như tơ. À, có tặng kèm một chai kèm theo. Trời ơi mẹ bồng con luôn nha. À, giống như kem đánh răng bây giờ mua một cái chai kem đánh răng lớn tặng kèm chai kem đánh răng nhỏ. Chuyện này cũng vậy đó, cái chai nhỏ đó có thể mình đem đi tới đi lui hoặc là mình mua mấy cái dây cũng được, nhưng mà sẵn có kèm đó thì cũng được. Chưa hết đâu nha, còn nữa. Ở đây là cái chai chai nước tương và cái này là tương hộp. Tội nghiệp quá thôi, cái chỗ nào cũng quen trơn á mà mua chỗ này bỏ chỗ kia thì nó kỳ. Người ta dòm mình sau bữa nay mua cái tiệm kia mà không mua tiệm họ thì nó cũng kỳ, thành ra mình mua tiệm này hột gà rồi mua tiệm kia nước tương vậy đó, khổ gì. Hai tiệm hai bên mà tiệm rau thì ở giữa. Cái này thịt che là để trời nắng hồi thật cũng hay. Hơi rối loạn nè. Cái này quay vui mà mình cũng sắp hết phim kia rồi. Cái này là sữa, ba bịch cà phê Vina với một chục hộp sữa. Sữa này sướng lắm nha, có nghĩa là mình mở nắp được luôn, có khỏi khui. Đó, để ông cụ mình uống cà phê, pha cà phê uống. Pha cà phê Vina với sữa này nè, là có cái nắp nè cô á, giật cái nắp này khỏi khui, giật cái nắp là ra chống lỏng vậy nè, cho mình để vô cái ngăn tủ mát cho cô á, ngăn mát của tủ lạnh á, với cái nắp đậy lại. Người ta có bán cái nắp này mấy ngàn đồng cái nè, khui chống lỏng cho lấy cái nắp đậy lại, cái mỗi lần uống á, cái mình múc một muỗng bỏ vô cái ly cà phê đó, ông cụ mình cũng uống vậy đó. Cái cà phê không á thì nhiều khi nó không ngon. Đó. Đó. Rồi, hết trong đồ. Trong đồ đó 1 triệu mấy. À, trời, quên mua thuốc.
Trời ơi, quên mua hai cây thuốc rồi, hút cho bổ phổi quên rồi. Cụ vẫn mua hai cây thuốc, không kệ thì để được sao, hình như cũng còn. Mấy năm mới thêm. Đường mòn làng, giờ chắc xích xuống chút xíu à. Để rửa xe nha, bữa nay tới rửa xe nha. Giờ có một chân một sao mà chổi đây. Giờ cầm lái về. Ôi, ôi. Cái xe của ta tưởng nó ngã không, chắc bị nó khó xử hết sức rồi. Rồi cái này ta rửa xe nè, cái xe đi mưa gió hổm gài bỏ cả tuần rồi mới rảnh sự ở giờ giờ hôm nay nó đóng sình nè, khủng khiếp không. Ủa nãy đi rước nó tới dắt nãy về hả? Hàng xóm mình đang thi công công trình để đồ này chứ không có gì. À, cái này là cái nhà quên quay, cái nhà xinh xinh bé bé của mình, cái nhà kiểu cổ lỗ sĩ ngày xưa, nhà xưa nha. À, nhà xưa thiệt là xưa. À, cái này sơn lên thì cũng đẹp lắm nha cô, nhưng mà mình không có ở, thành ra mình không có sơn chi. Nhà thao lao ngày xưa. Cái này cái rửa nè. Cái bên trong này nhìn thấy ghê quá ha. Sửa là mới được. Thao lao không hả? Rửa kính đúng ngày xưa đó. Hàng xóm mình gửi đồ. Cái này rửa xe nha, xịt xịt cái cho nó xong cái. Mày hổm gài mình lu bu không có xịt rửa chứ. Cái này mình để đây nó ướt nữa. Cái máy pin có rồi, mấy cái này phụ thì để này đi. Hôm xuống để có mưa có ướt cũng đỡ. Hồi quên đi về luôn đi. Chai xà bông. Trong dây dây gọi đây đây, nắng quá quá còn quên bỏ cái nón bảo hiểm ra chứ, cái này mà đổi cái nón bảo hiểm hoài tội nghiệp nữa. Quá nắng rồi, mưa thì mưa mà nắng thì nắng quá cô. Đây là cái kho vũ khí của mình nè, đủ thứ vũ khí trên đời chứ nha. Hiểm con nhỏ đó, cái nón nó mua mười mấy năm mà nữa cơ. Cái này là cái liều thay đồ, cái liều thay đồ khi đi tắm này kia rồi đó. Rồi cái này là tấm tăng chữ A đó, để căng làm cái liều, cái nắp liều đó cơ. Còn cái này là cái túi ngủ. Túi ngủ này của Đức nha. À, cái này là cái niệm hơi, cái này cũng là cái niệm hơi, cái này là cái liều, cái này là tấm bạc trải ở dưới, à, cái nón phun phay, rồi bàn thờ cổ. Và bộ lưu cổ chết rồi quay gì mấy ông trò không thấy, không vô không quất cái bộ lưu cổ mình lỡ quay rồi, quay bộ lưu cổ luôn. Cái đào ngày xưa nó có lưu này, lưu đồng ngày xưa đồng nguyên chất nha, còn đồng bây giờ đồng pha, đồng bây giờ không bằng đồng ngày xưa. Lưu cổ đó, cổ lỗ sĩ đó, nhưng mà đầu cổ giờ nó có giá trị của nó. Đổi cái nón lên cái nha, cho tới đổi cái nón lên cái chạy với xe 5 phút rồi. Quay chơi có thay đổi không khí chứ mấy cái này nó hơi tào lao vậy trời. Cô ấy nói gì cái cô ấy câu cho thành ra cô ấy tào lao sao. Không có cái phim này nó không tào lao. Quá nóng rồi. Trời ơi. Sorry cô ấy ơi. Đang bật đèn hành như hành gì cái máy mình nóng quá, để ngưng cái mình tắt cái đèn cái nha. Rồi quay tiếp cô ấy ơi. Hạ sáng màn hình xuống. Quá nóng rồi. Hạ sáng màn hình xuống.
xong hạ sáng màn hình được ta. Rồi hạ bớt sáng màn hình là tại ra ngoài nắng mà để màn hình thấp quá thì mình không thấy được, mà để sáng quá thì nó nóng cái máy quá sáng nóng rồi. Chắc này đi múc một xô nước mà kia là mấy cái da cào rồi đó, cào ốc cào hến gì đó, kéo cái quần lên coi cỡ này ốm mà cái quần nó cứ tuột hoài, tội nghiệp nó hết sức kéo quần lên đó. Cái bộ phim lãng mạn này nè, người ta cào ốc cào hến nè, dinh lên có xem nè. Ta rửa đó cô á, ta giục cái cào xuống, người ta có cái cảo, người ta cảo lên nó chung máy móc không à. Rồi chắc này tớ tiếp tục cái công việc của tớ, viết về nấu cơm nữa, rồi đón con đi học, rồi cho con ăn gì nữa. Rồi tới tới coi cho con đi bú nữa. Lần rồi. Cái điện thoại nóng quá của cô, nó tắt máy nó không cho quay luôn. Lỡ mình quay một đoạn mà giả sử như nóng quá nó tắt máy là do cái máy chứ không phải mình nha cô á. Nó mới nguội nguội lên chút, nãy giờ mình xịt rửa sơ được chiếc xe rồi. Nhắc này bắt đầu gắn cái bình này vô. Cái bình này là bao gồm là xà bông quá xá rồi. Từ ngày cái máy của mình nó bị rớt đó cô á, nó rớt nó bể màn hình nó chạm cái gì ở trong không biết. Rồi cái bây giờ chút là nó nóng, chút là nó nóng, câu video nó cũng nóng hổi nữa, hồi nó tắt nguồn luôn, nó nóng quá nó chịu nổi tắt, nó rớt rồi nó hết hạn sử dụng. Bây giờ cái màn hình nó bể nát mà bây giờ thêm cái vụ tắt nóng nữa, quay chắc này cái điện thoại nó như cái lò lửa dễ cưng, bỏ hột vịt chiên dám chừng là nó chín luôn. Bây giờ rút cái dầu ra cài, một tay tội nghiệp quá cô quá, này thương mấy ông cùi nè, rút cái chui ra nè. Hồi quên đi, giờ mới đút vô nè, cái chui này đút tự động nha, chui này chui nhanh nha. Cái này để đây đi, hồi quên mất tiêu nữa nè. Rồi xả xà bông, lắc lắc để cho nó qua xà bông. Có người ta đi ngang xịt một cây khi về người ta chỉ cái cài cài xịt cài được giới chưa, nó có tắt là do cái máy tắt nha, quá nóng quá nóng rồi, quá khá nóng rồi, cho nó thấm xà bông. Không thấy người ta chạy ngang. Tại cái máy tiếng máy này nó lớn quá, người ta chạy ngang nhiều khi mình không hay luôn. Cái này được cái là xịt cho mấy cái kẹt hóc của cô á, nhiều khi mình rửa là nó không tới mấy cái kẹt hóc mà mình xịt gì nó tới mấy cái kẹt hóc. Cái xe mình mua vậy là 8 năm rồi. Mà mình chạy ít rồi, có ba mấy ngàn rồi đó, 8 năm ba mấy ngàn. Lâu lâu mới đi lần. 8 năm là bán lẻ cũng cả 100 ngàn, hơn 100 ngàn, chứ đi thường xuyên. Nhưng mà xe đi ít nhiều. À, mình có đi nhiều là đi núi. Còn bình thường ít đi đâu. Mình nghe tính ra xe mình km nó cũng ít. Mà tại đi núi á, đi núi cái bắt đầu nó xét rồi á, có nghĩa là mình đi núi cái mình mắc mưa, mình mắc mưa cái mình gỡ ra chển á, mình đi theo đoàn á 3-4 bữa mình về thì cái thời gian đó là nó xét rồi đó cô á, sình đất rồi đó, mắc mưa đó. Còn mà mình ghé mình gỡ này kia thì đâu có thời gian, mình phải chạy giết theo đoàn á, thành ra mắc mưa là phải chịu, mà chịu đâu mấy ngày mình mới trở về, mình mới gỡ thì giấc đó là nó đã xét rồi.
nó có bông ngang xét rồi. Rồi để cho nó ngắm chút xíu rồi cô bác ơi tắt điện thoại cái đi, rồi quay lại để cô bác biết mình có gửi xe rồi là thôi. Được chưa, ra có siêu biết mà không đẹp sâu được. Đó, đẹp chưa, quá đẹp quá mà, quá 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 đẹp quá. Rồi ngừng quá rồi, quá xả nóng rồi, xong rồi về thôi, xong rồi đi về tàu kia đi xong là cái xà lan quá xa đồ luôn rồi. Vượt qua cái bên này đi rồi mà mình tấp vô mình vượt qua mau hơn, cái này nặng lắm nha. Tổng này mười mấy ký gì đó. Nhiều đó là đủ sống được nửa tháng đó. Ủa, quên thuốc. À, có thuốc rồi. Tưởng bỏ trong cốp xe của tôi. Hai tay mà xài được con tay, cái này nhét vô đây luôn đi. Nó rõ. Ba món. Nhà còn nước tương mà phải mua nước tương là tại vì mua cái trứng gà của cô kia rồi thấy cô bên đây cổ dòm dòm qua mà không mua có cổ thì kỳ, thôi mình mua đại một chai nước tương sẵn thấy tương hột mua luôn. Rồi xong hết chưa, rồi lúc này trở về có rồi. Có cái con gì mà nó hình như nó chết à, con chết queo rồi, quờ cầu trời. Ơ còn sống, còn sống hên nha, còn ngon ngoan nha con, hên nha. Bỏ lên cái lá lục bình ra, hồi ơi cái con này nó có duyên với mình ông nội ơi, chút xíu nó chết đuối rồi con, cũng còn ngon ngoan mừng hết sức ha. Đây đây, đây là mấy cái giống này nó không chịu nước rồi, khỏe rồi đó. Về thôi, về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang gọn gàng. Ôi trời ơi, chút xíu nó lọt xong rồi đi luôn cái điện thoại luôn. Nó nóng nóng chứ nó cũng còn xài được nha. Vào đây được rồi. Cái này nó hai quai mà đứt hết một quai rồi, còn có một quai. Còn ngã đổ nữa, còn ngã đổ, cho ngã đổ luôn đi. Chưa, cái này lu bu quá. Ừ, ta thấy cái máy im quá, mua cho chưa có gánh làm. Có đại nữa. Ta thấy đã quá mua. Thấy đã quá chưa có gánh làm.
không mới cáo. Cái này tải nặng rồi, tải không nổi. Cái này thì chở thêm hai người nữa là nó chạy hơi đuối, nó chạy hơi gượng. Còn chạy anh thì im lắm, chạy anh với thêm một người nữa là cũng vừa lắm. Nó giọt hơn cái chân vịt thường hả? Mấy tấc? Cái đó chạy được mấy tấc? Mà thái im hơn phải không? Với cái đó bảy ngựa chạy xuồng này là dư sức à. Cái đó bảy ngựa chạy cái xuồng này cũng dư sức à, không đến nỗi hút tải ha. Tại này có bốn ngựa mà còn chạy được mà. Mà máy gì? Hinota ha. Rồi rú cô ác ơi, này về mình mua trời ơi, nó dính cái gì rồi, dính cái bọc rồi ông nội rồi, nó hay dính nguyên cái bọc trà bá đây nè, hồi nãy sao mà chưa có dính mà ngừng lại rồi cái nó dính luôn kỳ vậy. Nãy mình chạy về nó chưa có dính rồi á, mà dắt tắt máy ngừng lại bến mà chắc nó dính ngay dắt đó quá. Chứ chắc đang chạy mà dính là mình hay à, nó nặng chì cái máy à. Bỏ đi, cái bọc quá lớn nè. Đi về nha, không biết giật nhỏ chạy hay không nè. Nói xui nữa. Trời ơi, vậy cho bình thường giật cá là chạy à. Nhưng mà nhiều khi vô phim nói không chạy rồi, cái nó có huông hay sao đâu. Nói vậy cho bình thường mình giật nó thuận tay quá. Còn chắc này cái tay giật của mình là cầm cái điện thoại rồi. Thành ra là nó giật nó... nó không có cái kiểu, nó không có đúng, nó không chạy. Nó kêu bạc cây rồi, rảnh là vô mở bò rồi lại ngon lành. Đồ đạc nhỏ nè, tàu nè, rồi rất là về luôn nè. Yeah.
chơi hay nói vui vậy. Chứ nói vậy chứ cây nào cao cao mà ở chỗ nào mà có cái độ ẩm lớn, có cái điện tích âm nhiều á, là cái điện tích dương ở trên nó đánh xuống. Cái đó là cao phật. Còn dân gian mình á thì nói trời mưa mà sấm sét á, đánh cái chỗ nào là chỗ đó có ma cỏ này kia rồi. Nhưng mà trời mưa thì có núp á thì núp mấy cái chỗ cây và thấp thấp á, còn đừng có núp mấy chỗ cây cao. Chỗ cây cao nó dễ phóng điện. Về tắt cầu con chó bên này xong con chó sủa bên nhà, chó nhà em có bộ lông đẹp quá mà. Để cha tàu lao đi tạm thời móc ở đây cái đi của ông rồi lên một cái rồi đã tính. Chứ bây giờ kẹt cái vụ quay phim tựa lửa tùm lum như gì rồi sao mà sắp đồ được đây. Giờ tạm khóa cái xuồng cái đi, để hồi lên xuống hồi quên cái hồi xuống cái. Ủa cái xuồng đâu rồi? Nghĩa là anh chàng nó đã lấy cái xuồng mà đi rồi. Ủa cái khóa đâu à? Con khóa đâu kêu vậy? Ủa? À, tiêu rồi. Con khóa tôi lấy tôi khóa cái này được rồi. Khóa xăng cái đó. Rồi, bây giờ tôi xách được cái gì? Tôi xách xăng lên nè. Tôi xách cái thùng lên nè. Mừng hả con, này tay chân mà mừng mới kẹt rồi. Sao mình mấy mà ướt chân à mèo. Cò, gấu. Chạy lên con. Chạy lên mấy cục cưng. Hoa. Okay, hoa. Qua ngõ nhà em anh kéo nghiêng nhìn nó. Nhắc nó cả hết nổi mệt quá. Ra đi. Xăng. Khu này là khu xăng của tớ. Mệt quá. Ồ, có con ve nè. Có con ve để bắt con ve kìa. Con ve. Con ve kìa. Bắt được con ve dục. Rồi. Vô. Ủa, chúng mình còn đồ trong này nữa, nội ơi. Còn thạch ấy chỗ này nữa. Thôi kệ đi, đi, để cầm cái điện thoại quơ một vòng đi rồi từ từ mình tính sao. Làm cái máy che xong rồi có ớt. Được chưa? Mình văng dây để làm cái xương của nó đó. Để cho nó đỡ hư. Có nghĩa là có sợi dây chịu lại, có mưa gió rồi nó nặng thì có cọng dây nó đã chịu lại rồi. Mình căng dây chéo qua chéo lại chéo qua chéo lại hình xích sắt đủ kiểu chân ha. Ok ha. Đó. Còn cái này thì khổ 2,5 m nhưng mình đặt 3 m đó, thành ra người ta nối thêm nửa mét nữa đó. Rửa thấy ha. Cái khổ này bị ngang 3 m. Nói chung cái này im lắm cô. Cái nhà thì không đến nổi tối không. Tại vì nó trắng á, nó dạ vô cái nhà mình nó cũng sáng. Coi nè. Đó. Nhưng mà nó không sáng bằng hồi giáp chưa có căng nha. Cũng được cái này mất cái kia. Đó. Nhưng mà cũng được quá thôi.
mưa là khỏi kéo màn luôn, có nghĩa là gió dù nó đẩy tới đâu cũng không đến nổi tới đây. Trời ơi, cô bắt dơm nè, cái thằng nhỏ nó bư một lỗ chà bá rồi nè, dơm nè. Đó, cái đại ca mình nó bư đó, bành cái xăng hết trơn luôn, tội nghiệp không, nó không, nó không có việc làm. Ngồi nó bư cái xăng, rồi giờ mất liếc cái xăng này lại nữa nè, rồi mất kéo lưới lại nữa nè. À, hồi sáng này có sòi rụng một buổi sáng không mà nó nhiêu nè, nó thấy sáng mà thấy rụng đây, ở đây mới rụng trái nữa nè. Sòi mới rụng rồi đó, có thấy rõ ràng hả, cái này nó chín nó rụng tờ lưa chứ không có con tùm lum. Hồi sáng mình lụm cái khu này không mà bao nhiêu nè, nó thấy không, sòi này sòi chín cây không nha, chứ không phải là sòi gì ấy nè, lụm không à, bao nhiêu nè, bắt dơm nè, nhìn cái cùi là biết là nó mới rụng đó cô, cái cùi mới nè, đó. Mình chỉ lụm mấy trái ngon thôi, còn mấy trái dở bỏ rồi. Cái này ăn ngon lắm cô, phải chín cây mà, này xà thanh ca nè, nó rụng trúng cái xích đu của mình, nó bể luôn, xà thanh ca nè, thanh ca này ăn ngọt dữ lắm rồi á. Mà khi còn sống nó chua một cái khủng khiếp luôn. Cái gầm của mình ở nay sao mình nó chui với nó, nó chui nó thu cái gọn cái lầm lại rồi đó, thu cho nó gọn rẻ rồi lại. Nè, chiếc nhà của mình nè. À, xài thì đầy hết cô bác ơi, xài thì không biết bao nhiêu mà nói. Lan, Lan ơi sao em nở các đứt dây chuông, nở lạnh lùng khép công, điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương, với lòng hối hận dù mối tình xưa, điệp không dòng phụ bao giờ, tội tình chi em đại đó cuộc đời, phơi phới tuổi xuân đời còn nhiều quá mong, sao khoác nâu sòng thuốc phí một thời thơm. Trời ơi, cái xoài thấy cưng không? Ồ, ở đây thúi à, cái này cũng thúi luôn à, cái này cũng thúi luôn à. Nói chung xài nhiều lắm cô bác, nhưng mình nhìn sơ sơ hơi khó thấy, để mình zoom lên cái chỗ nhiều nè cô bác dễ xem nè. Cô bác thấy nè, có mấy cái trái nó chín đỏ 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 nhóc chân nó, cô bác thấy không nè, nên để mình chỉ cái ngón tay mình đâu, ở đây có một trái chín nè, cô bác thấy đầu ngón tay ha, dưới này chín, này chín, này chín, ui tùm lum chín chân nó, cô bác thấy không, chín nhóc chân trên cây luôn. Rồi xài thanh ca bên này cũng vậy nè, thấy người ta nó hơi tiệp màu, hơi khó thấy nè, nói chung xài nhiều lắm luôn á cô. Ở đây cũng còn mớ nữa nè, nó bẻ bẻ cho bớt rồi lắm mà cũng còn nhóc chân, thấy không mèo, cái xoài nhìn thấy cưng, giống như đứa bé mà nó co lại nó ngủ cưng, tay dính sình đất không. Kêu dựng hú thanh ca nè, thanh ca khi còn sống thì chua dữ lắm, mà khi mà nó chín rồi nó chịu ngọt rồi, nó cũng ngọt dữ dằn lắm, trái này cũng mới rụng nữa nè. Nói chung trên cây nó còn chín nhiều lắm cô bác ơi, tại mình không chọc rồi cái bắt đầu cái nó chín quá à, cái nó rụng. Ô quên quầy hoa của coi nè, hoa nè, hoa nè, mà thiếu con trâu cô bác ơi, bữa nào mua thêm con trâu nữa. Là bông hoa lại cắm bãi phấn trâu, là tại vì hoa lại đẹp quá cô bác, giờ nè, đẹp chúng thật như là mình luôn đó nha. Đó. Hoa lại cắm bãi phấn trâu có nghĩa là một cái đẹp so với một cái quá xấu. Cái quá đẹp so với cái quá xấu. Ví dụ như mình xấu quá mà gặp mà ai mà đẹp quá xa đẹp, cái hai người sáp lại nhau cái hình như là nó lệch cô bác ơi. Thành ra xấu quắc như mình là thôi không sáp là ai chứ. Đây, đẹp ghê chưa,
Rồi, vậy thôi. Cái khuôn viên phía trước cô Táo này chưa có gánh quét dọn gì trơn, vừa căng xong cái này nè. Cái chùm xoài có đã không? À, cái khuôn viên phía trước cô Táo này đẹp không? Hoa, hầu rồi nó nở hoa rồi cô bác ơi. Hoa ôi là hoa, liếm nữa. Hoa quá hoa luôn, hoa nè. Ôi quá sắc hoa, ôi quá sắc hoa, ôi quá sắc hoa. Quảng cáo quá quảng cáo ha. Trang Mỹ Hồng, trang Pháp. Rồi, vô nhà thôi. Quên, chiến lợi phẩm. Đó, lụm vòng vòng không bao nhiêu đó, còn mấy xài, cây xài đằng kia chưa lụm nữa nha. Thôi, nó dập kìa, nó dập kìa, nó dập kìa, nó ra nó dập kìa. Dọn ra. Ồ, ồ. Rồi, đi vào thôi. Cái bọc này vô. Cái này. Ủa, cái thùng này cũng đem trong nhà luôn chứ. Trong nhà của tớ. Và cái máy che của tớ. Con làm đó, bây giờ mưa gió hết sợ rồi đó. Tới 3 mét rồi, đâu có gì mà tạt vô tới 3 mét gì. Không là mưa mấy đám thử rồi, có con mà im lắm. Dê ra. Một tay chậm chút là nó vô nhà rồi. Im quá mà. Bộ ghế vẫn đẹp như xưa, nhưng mà ở ngoài quay vô nó mới sáng sủa, nó nhìn nó mới đẹp. Đây, đây là cái ổ của nó, máy rửa xe. Còn đây là cái ổ của tớ, trong nhà của tớ, phía bên ngoài. Ồ, cây này hạnh quá, sắc hạnh luôn quá. Cây này cũng nhạt trái, cây này cũng nhạt trái. Đó, rồi cây bên này cũng nghẹt trái chân, cỡ này hoa này cũng không còn luôn kìa nha. Đó, dừa bắt đầu có trái lại nè. Đó, bắt đầu có trái còn lại nha, sau mưa đó, cỡ này bắt đầu mưa, bắt đầu có trái còn lại đó. Dừa thì mình cũng lụm một đống ở ngoài kia, chắc cũng trăm mấy 200 trái mà phước cái này không thấy à. Chưa gánh lột nữa. Bắt đầu chiều nay lột lại gai. Đi giao cho người ta để mộng không lu bu. Chui, nhà của tớ. Nhắc này chuẩn bị nấu cơm cô bác ơi. Thấy thằng bé đó. Nhôm ấm nhắc. Thôi thì phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Để gỡ cục pin sạc mới quên. Nhưng cô bác ơi, gì được rồi. Được rồi nhé. Thay đổi không khí chơi. 2 muỗng canh nước mắm.